giờ mình bị lỗi kỹ thuật là mình không có gắn cái gì luôn, mình không có gắn cái dây mà audio out ra cái bên kia. Mình tưởng là cái này nó có cái speaker bên trong rồi mà ra không có. Nên là bây giờ mình vừa mới đi mượn dây out rồi mình gắm vô rồi. Giờ mình sẽ đổ qua loa nha, để mình 3, 2, 1. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Sao các bạn thấy sao sau khi nghe cái đoạn nhạc của cái đĩa mình mới mua đây, do đây là Oppo Galaxy. Thật ra là cái đĩa này á, trên YouTube nó cũng có cái file nhạc nó có hẳn trên giả luôn, nhưng mà mình là người mình thích mua cái đĩa phát nhạc máy thay này nè, mình mua về mình nghe thử làm sao. Thật sự mình không thấy nó không có khác gì. Mình cũng đang có dùng một cái soundbar của Samsung, mình nghe thấy hai cái chất âm nó cũng y chang nhau, nhưng mà được cái á, mình thấy nó là mình được cái mình nhìn mình có cái hộp kính, mình nhìn cái đĩa nó quay mình thấy nó cũng vui. Mình ngồi kiểu mình chill mình nhìn. Mình cũng mới set up cái máy ngay góc làm việc của mình luôn. Mình có đèn rọi xuống, đèn hoàng thì nó nhìn nó chill vậy thôi. Mình ngồi mình uống nước mình nhìn chứ mình cũng chả biết nó khác cái gì nữa. Nó đâu đó rơi vào tầm giá là 99 đô, là cỡ 2 triệu hơn cái một cái máy. Rồi cái đĩa này nữa, cái đĩa này cũng không có rẻ. Cái đĩa này đâu đó nếu mà tính theo giá Việt Nam hơn 400.000 một cái đĩa, là khoảng đâu đó 20 đô 22 đô, 20 đô, 21 đô. Thật ra mình nghĩ là do mình không có speaker. Các bạn nào mà chơi mà cái máy phát nhạc đĩa thay này, các bạn phải mua thêm cái âm ly để nó ra cái chất âm nó khác hay sao, mình nghĩ vậy. Ra chất âm nó khác rồi mình phải dùng thêm mấy cái loa speaker nữa mà chuyên về cái máy phát nhạc này, thì mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà rất là tốn tiền nên là mình nghĩ mình chỉ là thú vui mình thôi, mình muốn nhìn nó xoay cái đĩa thay này thôi. Thật ra chứ mình cũng mình cũng vậy không chuyên thôi. Thì các bạn nào mà muốn có một cái máy như mình á các bạn, thì các bạn mình sẽ để cái đường link bên dưới. Các bạn muốn tìm hiểu thông tin hay là các bạn muốn mua thì các bạn có thể nhấp vào đường link đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Các bạn sẽ ở clip sau. Để mình chỉ các bạn, ở đây có một cái nút để mình thay đổi cái tốc độ của cái đĩa hát này nè. Nhưng mà mình thấy nó không có tác dụng lắm nha, tại cái giai điệu nó bây giờ đang rất là phù hợp rồi. Bây giờ các bạn thử, các bạn tăng cái tốc độ bài hát lên, nó nghe rất là tiếu. Đây thật mình thử lên nha, các bạn nhìn cái đĩa nha, chuẩn bị nè, mình bấm một cái này, cái đĩa nha. Các bạn nghe âm thanh nghe kiểu như mấy phim hoạt hình ấy. Mình cũng hiểu cái nút nó làm gì luôn. Gặp mấy người kiểu như chill như mình, mua cái này về cái nút này nó vô dụng chết mồ luôn. Ai mà nghe nhạc kiểu gì trời. Đó, mình tắt nha. Mình muốn nghe kêu hơn, nghe cái tốc độ bình thường thôi. Đó.